Chào mừng các quý vị khán giả đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu tinh thể thạch anh pha lê, đá nguyên bản tự nhiên. Đây là tất cả các cái chóp cạnh ở đây, nó đều là nguyên bản tự nhiên hết. Nó có độ già gương, độ bóng rất chi là tốt. Đây là một dạng gọi là dạng tinh thể thạch anh. Thạch anh thì trong tự nhiên rất chi là nhiều, tuy nhiên tồn tại ở dạng tinh thể, mà những tinh thể đẹp thì không có nhiều. Tinh thể tức là nó tồn tại ở dưới cái dạng lục lăng sáu cạnh. Độ trong mọi người rất chi là tuyệt vời. Một mẫu thạch anh pha lê. Viên này thì nó có chiều cao này thì là 11 cm, bề ngang ở điểm rộng nhất là 7 cm. Và có khối lượng của đá nặng là 700 g. Và hiện cái mẫu thạch anh pha lê này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 370.000 đồng. Nếu quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Đấy, quý vị chỉ việc để lại cái thông tin nhận hàng, tôi sẽ gửi giao hàng giao đến tận nhà cho các quý vị. Thanh toán thì nếu quý vị chuyển khoản trước thì tôi sẽ bao ship đơn hàng trong phạm vi toàn quốc, còn nếu quý vị không có điều kiện chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên thì khi đó thì quý vị chịu giúp cho tôi cái phí ship. Cam kết là hàng thạch anh trắng pha lê chuẩn thiên nhiên tự nhiên, chưa hề chế tác, chưa hề mài rũa, chưa hề cắt gọt. Nếu mà sai so với cam kết thì xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí nếu khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định sản phẩm. Quý vị có thể kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý trong nước cũng như ngoài nước. Nếu mà phát hiện có vi phạm thì tôi xin thực hiện theo đúng như cam kết đối với các quý vị. Ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ đưa lên để phục vụ các quý vị. Cam kết tất cả các sản phẩm bên tôi bán đều là hàng chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Có thể là hàng đã qua chế tác, qua mài, qua chế tác, có thể là hàng nguyên bản tự nhiên, nhưng mà tất cả các sản phẩm đều cam kết một điều, đó là đều được làm từ đá thiên nhiên tự nhiên 100%. Ví dụ tôi hiểu một điều rằng khi các quý vị mua một sản phẩm phong thủy mà nó lại là đá nhân tạo hoặc là những cái đá đã qua xử lý thì cái giá trị, cái công năng trong cái việc sử dụng phong thủy nó sẽ giảm, thậm chí là không còn. Nhiều khi nó có thể nó còn gây hại cho gia chủ. Đối với việc đó thì tôi sẽ không làm. Và đó là tất cả sản phẩm bên tôi bán thì đều là như thế cả. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.